tối á, thì cứ đi vòng vòng thấy người ta nó sủa. À, nuôi chó sợ chứ không ăn con. Đi tư kỳ ăn đi, mình xích đi bên nè, chó nó sợ. Mấy bữa nay mình ăn cho nó ăn no đủ nên thành ra là ăn no nó đỡ không à. Bữa nó đi về chủ nó mới về nhẹ, nó ho quá chừng. Cứ ăn đi. Các bạn nhìn xem cái sợi dây điện ở trên cổ của con chó là được đó, chắc mình nghĩ chắc chủ của nó là cột nó đó, rồi nó giật sức đứt ngang như vậy. Bây giờ cái sợi dây điện vẫn còn nằm trên cổ của con chó luôn. Tại vì chủ cột mấy lần rồi đó nhưng mà nó vẫn giật đứt dây rồi nó chạy lại nhà mình ở, nó không có về nhà, nó không có chịu ở nhà chủ. Mà mình nó lại đây á, nó nằm mùa hè vậy đó, mình thấy tội nghiệp quá là mình cho nó ăn. Nhà mình là hồi trước đây thì mình cũng nuôi chó, nhưng mà sau này á mình nuôi nó không được, nó không được nữa, nên mình là mình không nuôi nữa. Rồi hôm nay tự nhiên chó lại lại ở, mình hơi thay tội quá nên cho nó ăn. Ăn hết đi để lát ăn cơm nguội. Cái